Một pha lấy bóng thành công, có lẽ là của Phước Tứ. Minh Phương. Bóng lại được tập trung dành cho Công Vinh ở bên phía cánh trái. Đây là cơ hội dành cho các thủ Việt Nam. Công Vinh đã bị phạm lỗi rồi. Một tình huống đi bóng bó vào trong của Công Vinh. Và đây có thể coi là cơ hội cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức của trận chung kết lượt về này. Với Minh Phương đã có mặt trên sân thì chúng ta có thể chờ đợi ở quả đá phạt như thế này. Các cổ động viên, huấn luyện viên Peter Reed và các thành viên của đội tuyển Thái Lan chắc hẳn vẫn chưa thể quên được bàn thắng của Việt Thắng sau cú đá phạt của Minh Phương. Trong hiệp 2 này thì Surisuka đã có tới 2 lần ngăn cản những tình huống đi bóng nguy hiểm và có thể dẫn đến bàn thắng của Công Vinh. Nhưng anh vẫn đang rất may mắn khi không phải lãnh thêm một thẻ vàng nào từ phía trọng tài Abdul Basir người Singapore. Đây là một cơ hội rất tốt dành cho đội tuyển Việt Nam. Phút cuối cùng của thời gian đá bù giờ. Cú sút vào, Minh Phương! Sự tăng hoa tuyệt vời! Phút cuối cùng vào lưới của cầu xin đã rung lên! Tôi còn gì ngon ngào hơn khi chiến thắng đến từ những giây cuối cùng của trận đấu. Đây là đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Sự thăng hoa tuyệt vời, đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch của Đông Nam Á tại giải đấu năm nay. Hy vọng là như vậy, niềm vui rất lớn từ trên các khán đài. Một niềm tự hào rất lớn, tất cả đều đang hòa chung tinh thần cổ vũ một bàn thắng tuyệt vời. Vâng, không thể có một kịch bản hoàn hảo và ngọt ngào hơn cho những cổ động viên, cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chờ đợi trong suốt 10 năm qua. Chúng ta đã có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng trong trận đấu này, nhưng chúng ta đã để cho đối phương gỡ hòa với tỷ số hòa 2-2. Nhưng rồi đến những giây cuối cùng, khi tưởng như hai đội phải bước vào thời gian đá hiệp phụ, thì Minh Phương đã cho thấy ngày hôm nay và cả ở giải đấu này, Calisto luôn cho thấy ông luôn mang lại những sự thay đổi người chính xác. Và đã có một quả đá phạt chính xác của Minh Phương để Công Vinh ghi bàn thắng quý hơn vàng. Công Vinh thật tuyệt vời với một bàn thắng. Đây có thể sẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Công Vinh.